Đây, bây giờ em sẽ review cho anh em Gạc Ba Đù. Thạc Ba Đù đây phải nói là đây là một trong những người mà gọi là đang đang đỡ đầu cho bang Ngạo Thế từ cái thời mà đang còn ở bên bang bang Tam Giới Server trước, là đây là anh Ba Đù ở bên Mỹ, một Việt kiều anh em ạ. Độ giàu thì chắc là chỉ thua mỗi anh Húp Lọt thôi, cũng là ở tầm cỡ thuộc dạng là những cái top như cỡ Thành Cá, Dương Viễn rồi đấy, cỡ Ba Đù á, có khi còn đỉnh hơn một xíu. Đấy, về anh Ba Đủ. Đấy, đầu tiên là vào vũ khí. Trước tiên là ngày trước em nhớ anh ấy là côn lôn đao, bây giờ anh đã chuyển sang là đường môn nỏ rồi. Lúc trước là côn lôn đao cơ. Đấy, sang đường môn nỏ thì xem đầu tiên xem vũ khí nhé. Một cái vũ khí tốc 20, sát thương 25 trừ 1, nội lực 79, kháng độc 15. Quá đẹp. Vũ khí này bây giờ theo theo thông tin chim lợn báo về thì giá thị trường nó rơi vào khoảng tầm 2 triệu rưỡi đến 3 triệu anh em ạ. Đấy, mà lại trừ 1 mà có nội lực 79. Đấy, thông tin em được biết là nó rơi vào khoảng tầm 2 triệu rưỡi đến 3 triệu. Áo đi. Một cái áo phục hồi 30, bây giờ gần như là anh em biết là áo phục hồi 30 hệ thổ nữ. Thì nếu em nhớ không nhầm thì em thấy mỗi cái áo của Hỏa Mõm, cái áo Hỏa Mõm đó là anh Dương Tiến trên ra. Đấy. Mà anh Dương Tiến trên ra mà em OLED bị chậm chân chứ không em OLED là sở hữu cái áo đó rồi. Áo phục hồi 40 nữ thổ. Đấy, bây giờ VIP thì cũng chỉ mặc áo 30 thôi anh em ạ. Dây chuyền. Đeo một cái dây chuyền mọc kháng tất cả 1, quá đẹp. À, kháng tất cả 8, kháng lùi 1. Đây này là ok rồi. Thế thì anh ấy mọc thì anh ấy sẽ đeo mũ làm chậm phòng thủ vật lý là cái điều chắc chắn. Đấy, mũ làm chậm 30, phòng thủ lý 13, nội lực 37, sinh lực 35. Bao tay đi. Một cái bao tay làm chậm 30, nội lực 72. Với cái tầm cỡ như anh Ba Đù thì em nghĩ sẽ phải tìm được một cái bao tay làm chậm 30 về cái mặt sinh lực nội lực nó phải đẹp hơn như thế này rất là nhiều. Có rất nhiều dạng bao tay đẹp hơn như thế này. Nhưng không biết tại sao anh ấy giữ như này. Tiếp theo ngọc bội đi. Ngọc bội làm chậm mà 20 sinh lực nội lực. Ngọc bội này thì đẹp này. Sinh lực nội lực đều đẹp này. Đai. Đai phòng thủ vật lý 13. Ưu tiên đi liên đấu chắc. Tại vì là nếu mặc như thế này thì em đánh giá cao vào thống kim thì em cũng không không đánh giá cao cho lắm. Nếu mặc nguyên phòng thủ vật lý như này. Cứ từ từ để em đánh giá tiếp nhé. Nhẫn làm chậm 30 ok này. Nhẫn trên lại là nhẫn thổ à? Sao lại nhẫn trên lại là nhẫn thổ nhỉ? Có thể như đang đeo để đi liên đấu anh em ạ, chứ bình thường là phải đeo nhẫn hỏa. Giày. Một cái... à nhẫn thủy, như nhẫn thủy kháng hỏa chứ nhầm. À, giày giày thủy à, giày thủy tốc 30 kháng hỏa 19, sinh lực 132, em đánh giá cái giày này thuộc dạng bình thường thôi. Bình thường thôi anh em ạ. Để mà nói thì phải là tốc 40. Sinh lực thì đẹp đấy, kháng hỏa. Ví dụ như bây giờ mấy cái tốc ví dụ bây giờ là mấy cái giày mà tốc 40 19 40 17 em đánh giá vẫn cao cái này. Đấy, mặc dù nó sinh lực 13x liền. Nhưng mà đường môn thì thực sự là cũng là một phái mà em đánh giá là mức máu là tầm trung, cũng không phải là thấp máu. Để tổng quan là xét đồ nhé. Mũ chậm 30 này. Bao tay 30 60 này. 60 là 80 này. 80 là 101 này. 101 làm chậm. 101 làm chậm và 13 13 là 26 phòng thủ vật lý. 26 phòng thủ vật lý nếu như theo theo quán tính cùng là một cái bào nhé, cùng là một cái bào em với anh ấy cùng là một cái bào 1% thì anh ấy cộng với lại 26 phòng thủ nghĩa là anh ấy bây giờ là 27% phòng thủ vật lý. 27% cộng 8% này nữa là 35% phòng thủ vật lý. Thực ra là một con số mà em đánh giá cũng bình thường. Cũng bình thường thôi. Cũng bình thường thôi. Về mặt sinh lực nội lực thì em đánh giá không cao. Đặc này về mặt sinh lực nội lực. Đặc này đa số đồ thì em thấy là sinh lực khá là thấp. Mana thì ok. Ví dụ mũ này này. Sinh lực nội lực 3x. Này sinh lực 7x. À nội lực 7x. Cái này nội lực. Cái này sinh lực. Ví dụ anh em nhìn nội lực rất nhiều nhưng mà 20 sinh lực này. Nhìn sinh lực đi. Sinh lực này. Cái này sinh lực 53 này. Sinh lực 20 này. Cái này không có sinh lực này. Giày có mỗi cái giày cứu lại sinh lực thôi, còn đâu gần như là có vẻ như khá áo cũng là nội lực này, gần như là ặc này em cảm giác như là khá là thiếu sinh lực hề luôn, sinh lực khá là thấp đấy, sinh lực ặc này em đánh giá không cao đâu. Hiện tại là đẳng cấp 98, đẳng cấp 98 anh em ạ, đường môn cấp 98. Để đánh giá đây là một ặc đường môn thực sự là nếu mà để mà nói đi vào tống kim hay liên đấu nó đều là ok, nhưng mà ặc này chắc chắn là gặp hệ hỏa thì
đời đi rồi, có khi gặp thiên nhẫn cũng có thể là bỏ mạng đấy, tại vì là gần như là không có kháng hỏa, 17 kháng hỏa này thôi. Nhưng mà tất nhiên là về giá trị đồ đạc thì binh rồi. Thực ra binh nhất là cái nỏ này thôi, chứ các món khác thì em thấy bình thường à. Có cái mũ này bây giờ cũng giá trị này. Mũ này giá trị này. Đấy. Mũ này nếu mà đeo vào Nga Mi thì ngon hơn. Nếu mà em đeo vào Nga Mi. Đeo mặt nạ 200 máu. Nghĩa là anh ấy bây giờ là 120 chậm anh em ạ. 120 chậm đấy. Hồi nãy là 101 chậm, ở đây 10% nữa là 120 chậm. 120 chậm là 200 máu và 10 tốc độ di chuyển. Không có choáng, đường môn thì không cần choáng ấy, đánh quan trọng là nó léo thôi, quan trọng nhất là cái nỏ này thôi, giá trị nhất là cái nỏ này. Ok anh em nhé, và đây là anh Ba Đù thuộc biên chế của bà Ngạo Thế, server S6 Đại Trung Nguyên, cụm thiên hạ truyền kỳ.com. Ok, cảm ơn tất cả anh em nhé, làm nhẹ clip soi đồ cao thủ cho anh em xem.